Ngày 4 tháng 10 năm 2021, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra nhận định về tình hình dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh sau ngày 1 tháng 10. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong 14 ngày qua, tình hình dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực, nhất là những ngày đầu tiên bắt đầu nới lỏng giãn cách sau ngày 1 tháng 10. Qua 7 ngày liên tục, số ca nhập viện điều trị COVID-19 mỗi ngày có xu hướng giảm ở tất cả các tầng. Số ca mắc mới tiếp tục giảm, số ca tử vong tiếp tục giảm. Cụ thể, về tình hình số ca nhiễm COVID-19 mới, những ngày giữa tháng 9 năm 2021, số ca mắc dao động từ 5.000 đến 6.000 ca. Đến cuối tháng 9, số ca mắc mới là dưới 5.000 ca. Liên tục trong 3 ngày 1, 2 và 3 tháng 10, số ca mắc mới lần lượt là 3.670 ca, 2.723 ca và 2.461 ca. Về số ca nhập viện, từ giữa tháng 9, số ca COVID-19 nhập viện đã dưới mức 4.000 ca một ngày. Những ngày gần đây đã giảm xuống mức 2.000 ca. Liên tục trong 3 ngày 1, 2 và 3 tháng 10, số ca nhập viện là 2.046 ca, 1.880 và 1.631 ca. Trong khi đó, số ca xuất viện gia tăng hơn số nhập viện, như ngày 3 tháng 10 xuất viện 4.069 ca. Về số ca bệnh nặng, theo nhận định của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tổng số ca bệnh nặng, người bệnh cần thở oxy và thở máy ở các tầng điều trị từ ngày 1 tháng 10 vẫn đang giảm. Tuy nhiên, số ca bệnh nặng ở tầng 3 vẫn còn cao, nên 3 ngày trung bình 5.000 ca, tỷ lệ tử vong ở tầng 3 vẫn còn dao động ở mức cao. Tuy nhiên, về số ca tử vong do COVID-19 thì giảm rõ rệt. Những tuần cả tháng 8 năm 2021, số ca tử vong cao có tuần cao nhất lên đến 2.405 ca, từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8. Từ đầu tháng 9 đến nay, số ca tử vong liên tục giảm. Tuần gần nhất là từ 26 tháng 9 đến 2 tháng 10, tử vong là 871 ca. Hiện số tử vong mỗi ngày ở mức dưới 2 con số. Tính đến sáng 4 tháng 10, tại Thành phố Hồ Chí Minh có 398.056 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 397.560 ca nhiễm trong nước, 496 ca nhập cảnh. Hiện số ca F0 đang cách ly điều trị tại nhà là 24.959 ca. Số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 14.130 ca. Số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2, tầng 3 là 27.060 người. Số trẻ em dưới 16 tuổi nhiễm đang điều trị là 2.610 ca. Số phụ nữ mang thai đang điều trị là 185 ca. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.